Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15 với nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, cơ hội và thách thức. Đổi thay trong nhận thức của người dân, nhất là ở vùng cao về bình đẳng giới. Tin trong nước và quốc tế, Việt Nam tham gia thử nghiệm vaccine Lao mới. Lào siết chặt quản lý thuốc lá điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong các chương trình thời sự trước, hôm nay, 30 tháng 11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, xem xét thảo luận thông qua một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy. Tại hội nghị, sau khi đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chia tổ thảo luận và đóng góp ý kiến tại hội trường đối với các báo cáo, dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị. Trong tổng số 75 ý kiến, có 29 ý kiến tham gia tại tổ thảo luận tập trung vào báo cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến năm 2024, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kết quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024, kết quả triển khai 18 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 năm 2023. Cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu đề nghị nêu bật một số khó khăn như doanh nghiệp thiếu việc làm, đời sống rất khó khăn, nhất là tại công ty khoáng sản và luyện kim Việt Trung. Tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất, thiếu vật liệu xây dựng thông thường, giá cao không đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị địa phương. Hội nghị cũng tập trung phân tích các hạn chế và nguyên nhân tác động đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Cái lượng điện sản xuất ra nó bị sụt giảm đến 40% về cái thủy điện. Thế cho nên là giá trị cả năm nó chỉ đạt khoảng 88% so với cả kế hoạch. Cho nên hai cái khoản này thì nó đã mất cỡ được khoảng gần 5.000 tỷ rồi. Thế còn lại các lĩnh vực khác thì báo công ty thì vẫn đảm bảo được theo như kế hoạch. Thế cho nên là dù rất là cố gắng, nhưng mà với những cái nguyên nhân mà như thế có thể nói là chúng ta cũng không thể làm hơn được. Bởi vì một là cái tự nhiên, thứ hai là cái bất khả kháng của cái nhà máy VDE. Báo cáo đánh giá triển khai 18 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thì ở trong này thì cũng nêu rất là cụ thể, rõ ràng từng cái đề án một. Nhưng tuy nhiên thì tôi mong muốn rằng là đánh giá đầy đủ hơn. Để trong đó có những cái nguyên nhân của tồn tại hạn chế, để xem đâu là nguyên nhân chủ quan, đâu là nguyên nhân khách quan, để từ đó có cái giải pháp chỉ đạo cụ thể. Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu nhất trí với dự thảo chủ đề là đoàn kết, kỷ cương, hành động, hiệu quả phát triển. Về mục tiêu thu ngân sách nhà nước trong năm tới là 12.800 tỷ đồng, các ý kiến cho rằng còn khá cao, cần thuyết minh làm rõ thêm căn cứ tăng nguồn thu. Đề nghị nghiên cứu tính toán lại mục tiêu đón khách du lịch từ 8 đến 8,5 triệu, bảo đảm hài hòa phù hợp với điều kiện hiện có. Về khai thác các nguồn lực, đề nghị bổ sung nội dung tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với lĩnh vực tài chính ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quan tâm tới triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, có chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hóa cộng đồng. Liên quan đến khu vực cửa khẩu, giải quyết thông toáng liên quan đến khu vực cửa khẩu, vì báo cáo chí cửa khẩu của chúng ta hiện nay đang bị quá tải. Vì là một ngày chúng ta chỉ thông xe được coi 300 đến 400 xe thôi.
Thế nếu bây giờ hàng hóa coi như người ta đến cửa khẩu mà người ta ở thế 2-3 ngày thì không bao giờ người ta đợi, người ta đi cửa khẩu Lào Cai cả. Người ta phải đi coi thế cửa khẩu của Lai Châu, cửa khẩu của Hà Giang, và chắc chắn là người ta sẽ tính coi thế con đường khác để người ta đi. Thế nên là phải giải quyết ngay liên quan đến các công tác thông thoáng cửa khẩu, liên quan đến phân luồng tuyến. Cái việc bảo tồn bản sắc văn hóa, nhất là một số cái về âm nhạc, về trang phục và tiếng nói. Thế thì báo cáo với các ông chí, tôi có một cái ý này thôi, báo cáo ông chí là về trang phục. Có lẽ chúng ta cũng nên xem xét, chúng ta đã có đề án, nhưng mà tôi có lẽ là chúng ta phải xem là cách làm. Ở Trung Quốc thì cái trang phục của họ rất là phong phú, thế còn chúng ta thì chưa có một cái quy định gì cụ thể cả. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên có những cái đầu tư thích đáng để chúng ta giữ gìn được bản sắc, không chỉ riêng đối với dân tộc Mông mà các dân tộc khác cũng vậy, kể cả tiếng nói và chữ viết. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia đóng góp vào các nội dung của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo tờ trình, tiếp thu xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét thống nhất trước khi ban hành. Thống nhất cao với chủ đề năm 2024 là đoàn kết kỷ cương, hành động hiệu quả, phát triển, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được hội nghị lần thứ 15 thảo luận và nghị quyết thông qua. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tại hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhận định năm 2024, năm thứ tư triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa 13 của Đảng, sẽ là thời điểm tăng tốc bứt phá trên các lĩnh vực, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tới. Do vậy, cùng với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tăng cường dự báo tình hình, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổng kết đánh giá đúng tình hình kết quả công tác năm 2023 và chuẩn bị tốt cho việc triển khai kế hoạch năm 2024. Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng bộ, linh hoạt, giải pháp để thúc đẩy, gắn với quyết liệt, gắn với đổi mới, gắn với sáng tạo, thì cũng phải đẩy mạnh cái công tác hậu kiểm. Năm 2024, cố gắng phấn đấu để bù đắp lại một phần của 3 năm vừa rồi chúng ta chậm, chúng ta thấp, chúng ta chưa lường trước được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tích cực triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, quan tâm tới công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức, biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nội dung chương trình kiểm tra giám sát của Đảng. Đẩy mạnh công tác này lên. Và thôi cũng không cần phải đẩy mạnh trong cái công tác kiểm tra toàn diện nữa đâu, mà tôi đề nghị đẩy mạnh trong công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, giám sát, xét thấy nó nổi cộm lên thì chúng ta đẩy mạnh, thì cũng tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh. Đây là một kênh rất quan trọng, bây giờ được rất coi trọng và rất quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung lãnh đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng chính quyền, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát giải quyết các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chung của tỉnh. Tại hội nghị, 100% các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, dù tổng giá trị kim ngạch qua cửa khẩu Lào Cai chưa đạt so với kỳ vọng, nhưng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành từ đầu năm đến nay vẫn đạt trên 1,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, sau nhiều năm, cửa khẩu này xuất siêu với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu qua đây đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp.
Tại kỳ hội chợ vừa qua, công ty chế biến An Nghiệp tìm được đối tác Trung Quốc và ký hợp đồng tiêu thụ sắn khô. Ngay lập tức, trên 2.000 tấn nông sản này đã được xuất khẩu thuận lợi sang Trung Quốc qua cửa khẩu Kim Thành. Sau khi ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc xong thì doanh nghiệp cũng đã xuất khẩu ngay sang bên nước bạn những lô hàng đầu tiên rồi. Thì cũng mong là tới đời là việc xuất khẩu sẽ phát triển tốt hơn. Bản ngành là tạo điều kiện cho thủ tục giấy tờ thông quan rồi thì mọi chính sách là tạo điều kiện cho doanh nghiệp được nhanh nhất và thuận lợi nhất. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại thời gian qua đang đem lại hiệu quả. Nhiều hợp đồng giao thương kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết. Về phía tỉnh, giảm phí hạ tầng, xây dựng nền tảng cửa khẩu số, tích cực trao đổi với phía hà khẩu để rút ngắn thời gian thông quan được chú trọng. Rà soát các cái trình tự thủ tục để làm sao mà giải quyết được nó thuận lợi và nhanh chóng nhất, và các doanh nghiệp đã cần nhất là vấn đề thủ tục và thời gian để làm sao mà đa dạng hóa được các cái loại hình như là các cái dịch vụ bốc xếp, rồi là các cái kho chuyên dụng cũng như là các cái hạ tầng của một cái cửa khẩu quốc tế. Mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng thị trường xuất khẩu qua Lào Cai hiện khá đơn điệu bởi có tới 90% là nông sản truyền thống, giá trị kim ngạch thấp. Cùng với đó, sự chưa tương đồng chính sách giữa hai bên là điểm nghẽn lớn nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay. Theo một số doanh nghiệp, dịch vụ hạ tầng logistics tại cửa khẩu Lào Cai chưa được đầu tư đồng bộ, chi phí cao. Nếu không được cải thiện, những chỉ số này sẽ mất đi cơ hội. Làm sao để giảm thiểu hơn nữa cái chi phí logistics, bao gồm cả vận chuyển, bao gồm cả bảo quản, để hàng hóa lên trên này thì cái thông quan được tốt nhất, được tiện lợi nhất. Và đặc biệt đối với ngành hàng đông lạnh, chúng tôi cần thêm những cái khu vực kho, mà đó chính là những cái kho lạnh mà chúng tôi mong muốn. Chính sách của địa phương mà như chủ trương hiện nay thì tôi cho rằng nó sẽ thu hút được rất nhiều. Đầu tiên là các cái doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp mà làm hỗ trợ cho logistics thì nó sẽ kéo được các cái dư địa mà chúng ta đang tiếp tục được khai thác cả hai bên. Nhiều chuyên gia cho rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng lợi thế cửa ngõ, Lào Cai cần sớm được đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là những công trình trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng hay cầu bắc qua sông Hồng, Bản Vược, Bá Sái. Cùng với đó, cần tiếp tục tăng cường sự kết nối về chính sách và kết nối doanh nghiệp. Hội khỏe phù đồng tỉnh đang bước vào những ngày cuối. Những ứng cử viên xuất sắc nhất của các môn thi đấu đồng đội đã dần lộ diện khi một loạt các trận tứ kết, bán kết diễn ra trong ngày hôm nay. Sôi động nhất trong ngày thi đấu thứ 7 của Hội khỏe phù đồng là 3 trận bán kết môn bóng rổ nội dung nam nữ khối trung học phổ thông. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài đã tiếp lửa cho các đội. Hôm nay em đến đây cổ vũ trường trung học số 2. Em thấy các bạn thi đấu rất là tự tin và em tin là các bạn sẽ giành chiến thắng. Tinh thần thi đấu của các em học sinh và đặc biệt là tinh thần thi đấu của những đội mới, ví dụ như là đội Bắc Hà hoặc là đội Bát Sát, thì tinh thần của các em rất tốt, hứa hẹn là cái môn bóng rổ này sẽ rất phát triển ở Lào Cai. Ngày thi đấu thứ 7, bóng chuyền và bóng đá cũng đã diễn ra các trận bán kết ở các lứa tuổi. Tính đến hết ngày 30 tháng 11, đã có 5 trên 13 môn hoàn thành các nội dung thi đấu tại Hội khỏe phù đồng. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xã hội hóa, năm 2023, trên 330 hộ nghèo của huyện Bát Sát sẽ có nhà ở mới đảm bảo đúng quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Cụ thể, nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 hỗ trợ làm mới 155 nhà và 361 nhà được sửa chữa, nâng cấp, tổng kinh phí trên 13 tỷ 400 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 180 hộ nghèo làm nhà mới với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng một hộ. Tính đến ngày 30 tháng 11, việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo từ nguồn xã hội hóa đã hoàn thành. Phần hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia cũng đạt 83% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 tới. Cấp ủy chính quyền huyện Bát Sát tích cực kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã giúp hộ nghèo có nơi ở an toàn, tập trung cho phát triển kinh tế. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm nay 30 tháng 11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 071 đường Bùi Bằng Đoàn ở tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường cùng lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng có mặt để tổ chức công tác chữa cháy và cứu hộ ban đầu.
Ngay sau khi được báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã kịp thời huy động xe chữa cháy đến hiện trường cùng nhân dân tham gia chữa cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong ngôi nhà, gồm 5 xe ô tô điện. Ngoài ra, vụ cháy cũng ảnh hưởng đến 2 nhà liền kề có số nhà 069 và 073. Rất may không có thiệt hại về người. Ngôi nhà cháy số 071 đường Bùi Bằng Đoàn hiện chưa xác định được chủ hộ. Người thuê hiện tại cư trú tại tổ 3 phường Phan Xipang, thị xã Sapa. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, Lào Cai hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Bình đẳng giới cũng là nội dung được các cấp, ngành, địa phương quan tâm và đạt nhiều kết quả, trong đó làm đổi thay nhận thức của người dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vợ bận công việc, anh Thảo A Giang sẵn sàng thay vợ làm việc nội trợ trong gia đình. Kinh doanh homestay, anh Giang cũng thành thạo tất cả công việc buồng phòng, bếp núc, sẵn sàng tham gia khi cần. Nhà mình ai rảnh là đều làm, nhưng công việc của tôi hàng ngày là dọn vệ sinh, rồi là dọn buồng phòng, rồi là đón đưa đón khách và nấu nướng. Tất cả công việc đấy, vợ chồng tôi đều làm như nhau cả, có nghĩa là mỗi người đều làm cùng một việc. Những ngày này, chị Sần Thị Si dành phần lớn thời gian ở vườn địa lan chăm sóc cho vụ hoa Tết. Đồng hành cùng chị là chồng, anh Hạng A Giang, chia sẻ công việc đồng áng, việc nhà và cả chăm con cái. Kiểu có con nhỏ ấy, nên là phụ nữ người Mông nghĩ là mình có con thì mình ở nhà, mình làm việc nhà, chồng thì đi làm việc. Và mình sẽ là người chịu trách nhiệm và lao động chính ở trong nhà. Còn người đàn ông thì chỉ việc đi và về ở nhà không làm gì hết, nhưng mà theo anh nghĩ thì phải công bằng và chồng phải có kinh tế của chồng và vợ cũng thế. Cuộc sống cũng hiện tại là cũng nhiều việc làm nông nên là cũng vất vả. Thì cũng chia sẻ với vợ thì cũng hai vợ chồng cũng gồng gánh như nhau. Thay đổi trong nhận thức của người dân, một phần nhờ địa phương và các cấp hội phụ nữ thời gian qua đã tích cực tuyên truyền. Đến nay, hội đã thành lập được 57 tổ truyền thông cộng đồng ở 57 thôn bản, 12 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giới cho hàng trăm thành viên. Những năm 2018-2020 thì khi mà đi họp Hội Liên hiệp Phụ nữ sinh hoạt ở các cái chi hội ấy, thì hầu như là đàn ông đi sinh hoạt. Nhưng cho đến nay thì chúng tôi những cái buổi tổ chức sinh hoạt là 100% là phụ nữ rồi. Thì chúng tôi thấy rằng là đó cũng là những cái mà cải thiện, mà người đàn ông đã chia sẻ những cái kiến thức cho người phụ nữ để phụ nữ biết rằng cái vai trò người phụ nữ phải tham gia với cộng đồng. Nỗ lực của chính quyền, các cấp hội đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, loại dần những hủ tục và một số vấn đề xã hội ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em để bình đẳng giới thực sự đi vào cuộc sống. Trong phần tiếp theo của chương trình, sôi động thị trường lao động cuối năm. Thắp sáng cây thông Giáng sinh ở New York, Mỹ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng của cả nước khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt trên 65% kế hoạch Thủ tướng giao. Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu trong số những bộ cơ quan trung ương và địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước trong 11 tháng, đạt 69.135 tỷ đồng. Điều đáng nói, có tới 41 bộ cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm, tuy nhiên vốn chưa giải ngân kế hoạch năm còn khá lớn, khoảng 247.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% kế hoạch. Tính đến đầu quý 4, tổng số người có việc làm trên cả nước là gần 52 triệu, so với quý 2 tăng hơn 87.000 người. Những lĩnh vực đang gia tăng lao động bao gồm bán lẻ, vận tải, sửa chữa ô tô, công nghiệp chế biến chế tạo. Ngược lại, nhóm ngành xây dựng, y tế và hoạt động kinh doanh bất động sản giảm đáng kể lao động. Tháng 11 này, cả nước có hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng. Điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp có phản ứng tích cực trước sự phục hồi của nền kinh tế trong những tháng cuối năm cũng như năm tới, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động.
Việt Nam là một trong 7 quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ định thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72, loại vaccine hứa hẹn sẽ triệt tiêu bệnh lao toàn cầu. Vaccine lao duy nhất được sử dụng tới năm 1921. Tuy nhiên, vaccine này tác dụng lại hạn chế khi dùng để chống bệnh lao phổi ở thanh thiếu niên và người lớn. Loại vaccine mới M72 đang trong giai đoạn thử nghiệm cho thấy hiệu quả khoảng 54% trong việc giảm lao phổi ở người lớn bị nhiễm lao tiềm ẩn. WHO đánh giá bệnh lao là một vấn đề y tế nghiêm trọng trên thế giới. Việt Nam đứng thứ 11 trong 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao và lao đa kháng thuốc cao. Việc được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72 sẽ giúp nhiều người có nguy cơ cao phòng ngừa được bệnh. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Khi tham dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Bruxelles của Bỉ, Ngoại trưởng Ukraine đã đưa ra ý tưởng thành lập khu vực công nghiệp quốc phòng chung Liên minh châu Âu EU Đại Tây Dương. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng điều này sẽ cung cấp đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và các nước thành viên NATO. Ông cũng kêu gọi liên kết chặt chẽ hơn ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và NATO để đảm bảo Kiev có nguồn cung cần thiết trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn. Theo ông, điều này sẽ cho phép châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine một cách ổn định, mà còn duy trì đường lối, khả năng phòng thủ của riêng mình. Nhà ngoại giao Ukraine cũng cho rằng, không gian chung này có thể không chỉ bao gồm các quốc gia thành viên EU, mà còn cả các quốc gia ứng cử viên và các quốc gia có cùng quan điểm. Theo các số liệu chính thức được công bố ngày 29 tháng 11, kinh tế Thụy Điển đã bắt đầu rơi vào suy thoái sau khi tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 3 tiếp tục giảm so với quý 2 và đánh dấu giảm quý thứ 2 liên tiếp. Cơ quan thống kê Thụy Điển cho biết GDP trong quý 3 giảm 0,3% so với quý 2 và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, GDP trong quý 2 cũng đã giảm 0,8% so với quý 1 và 1% so với cùng kỳ. Những yếu tố chính khiến kinh tế Thụy Điển suy giảm là thay đổi về kho hàng, đặc biệt là dự trữ công nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình giảm mạnh trong 5 quý liên tiếp. Chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Thụy Điển trong tháng 11 chỉ ở mức 72,8 trên thang điểm 100, mức rất thấp so với tiêu chuẩn và là kết quả của việc doanh số bán hàng liên tục sụt giảm trong những tháng gần đây. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Israel trong năm 2024 do các tác động đến từ cuộc xung đột tại Gaza với phong trào Hamas. OECD dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của Israel sẽ tăng 2,3% trong năm nay và sau đó giảm mạnh về mức 1,5% vào năm 2024 trước khi phục hồi ở mức 4,5% vào năm 2025. Báo cáo của OECD nêu rõ thời gian, phạm vi và mức độ của cuộc xung đột Israel-Hamas là rất khó dự đoán, qua đó khiến việc xác định những tác động kinh tế là rất khó khăn. Báo cáo giả định xung đột sẽ không lan rộng ra toàn khu vực và những tác động kinh tế chính chỉ giới hạn trong quý cuối cùng của năm 2023 và ở mức độ thấp hơn vào quý đầu tiên của năm 2024. Ngày 29 tháng 11, sự kiện thắp sáng cây thông Giáng sinh thường niên ở thành phố New York của Mỹ đã chính thức diễn ra, khởi động mùa lễ hội Giáng sinh năm nay. Đám đông tụ tập tại trung tâm Rockefeller của thành phố New York để tham dự lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh thường niên lần thứ 91. Buổi lễ kéo dài khoảng 2 tiếng và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Mỹ. Năm nay, cây thông Giáng sinh có chiều cao khoảng 12 mét và đã được trang trí hơn 50.000 dải đèn LED màu. Thắp sáng cây thông Noel tại trung tâm Rockefeller đã trở thành truyền thống của người dân New York trong hơn 90 năm qua. Mỗi năm có rất nhiều gia đình đăng ký tặng cây thông cho thành phố, nhưng chỉ những cây thông đáp ứng tiêu chí về tuổi thọ và kích thước mới được lựa chọn. Trong bối cảnh thuốc lá điện tử đang có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, nhất là với học sinh sinh viên, các cơ quan chức năng Lào đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy, trong đó có thuốc lá điện tử sẽ bị liệt vào danh sách có những chất và tiền chất gây nghiện. Bộ Y tế Lào cho biết, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nước này, chiếm tới 65%. Ước tính mỗi năm thuốc lá gây ra hàng trăm nghìn ca bệnh mãn tính và cướp đi sinh mạng của 6.700 người. Các cơ quan chức năng Lào đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy,
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử. Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ học đường Lào Cai luôn say mê sáng tạo nhiều kỹ thuật mới đưa vào các đề tài sản phẩm của mình, tạo phong trào học đi đôi với hành. Mỗi đề tài chính là sự kết tinh trí tuệ, niềm đam mê, khả năng phát hiện và khát vọng giải quyết những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một số mô hình nổi bật tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 30 tháng 11 ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, nhìn chung trời tạnh ráo, không mưa, trời lạnh vào sáng sớm. Dự báo đêm nay 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh bắt đầu sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, nên nhiệt giảm dần tất cả các khu vực. Do đó, từ đêm nay, Lào Cai có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét. Từ ngày mai 1 tháng 12, miền Bắc trời chuyển rét và Lào Cai của chúng ta nhiệt độ cũng giảm sâu hơn, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C. Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm, do đó ảnh hưởng rất lớn tới người già yếu và trẻ nhỏ. Do đó chúng ta cần giữ gìn sức khỏe, mặc ấm khi đi ra ngoài, ăn uống bổ sung vitamin và dưỡng chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Bà con nông dân cần chủ động che chắn chuồng trại kín gió, sưởi ấm đảm bảo cho đàn vật nuôi trước giá lạnh. Đối với cây trồng, bà con che phủ ni lông, bón các loại phân, kali đảm bảo theo khuyến cáo của cơ quan khuyến nông để tăng khả năng chống chịu với rét đậm, rét hại. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nam cấp 2, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, gió nam cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.